Nha đang ở tầng thứ 84, khách sạn cao nhất của Bangkok, Thái Lan. Ta thấy cả một tòa nhà đang di chuyển đây. Tầng thứ 84, cứ xoay tròn như thế này. Cảm giác như trái đất đang chuyển quay. Dưới kia là toàn bộ thành phố Bangkok này.